Nguyễn Cư Trinh là hậu duệ của họ Nguyễn Đăng, làng An Hòa đời thứ 8 thuộc phái Đạt Lý. Dòng dõi Nguyễn Cư Trinh cũng là thế gia vong tộc ở xứ Thuận Hóa xưa, như ngạn ngữ đương thời từng truyền tụng: học Đồng Di, thi An Hòa. Ông là một nhà thơ, nhà hoạt động chính trị, quân sự nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18 của xứ Đàng Trong, là tác giả truyện Sãi Vãi, Đạm Am Thi Tập, Hà Tiên Tập Vịnh Cảnh. Thơ văn ông thấm đẫm một tình yêu và niềm tự hào về non sông đất nước giàu đẹp, về con người Việt Nam cần cù thông minh. Nhiều tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở của một trí thức yêu nước trước đà suy vi của chế độ phong kiến Đàng Trong. Trên đất Hoa Sơn hùng vĩ, những hậu duệ của Lý Long Tường qua 800 năm dâu bể vẫn không quên mình có một trái tim Việt. Từ chân trời nước Pháp tới góc biển nước Anh, các Việt kiều phần lớn vẫn giữ nguyên tiếng nói phong tục quê hương nơi đất khách quê người. Dưới thời Minh Thuộc, dù với chính sách đồng hóa của Minh Thành Tổ, nền văn hóa Việt Nam vẫn hồi sinh. Được thế, dù ở đâu lúc nào người Việt cũng vẫn luôn hướng về cội nguồn, luôn giữ gìn nền văn hóa dân tộc, nền văn hóa dòng họ, vấn tổ tìm tông. Mong muốn của hậu duệ họ Nguyễn Đăng có lẽ cũng chính là mong muốn của tất cả chúng ta. Với những cống hiến cho lịch sử dân tộc, lăng mộ cụ Nguyễn Cư Trinh cần sớm được trùng tu và bảo vệ. Năm 84, chính phủ đã ban hành pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Đề nghị các ban ngành hữu quan cần có những biện pháp hữu hiệu xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm đến di tích lịch sử văn hóa, biểu tượng của hồn thiêng đất nước. 3 năm ra trốn quan trường đóng góp, khi mất đi, lăng mộ của cụ Nguyễn Cư Trinh táng tại núi An Nong, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đó là miền đất có sơn triều thủy tụ, cảnh mộ uy nghi thoáng đạt. Trước có núi, sau có khe, chung quanh có la thành, phía trước có bình phong và bia đá. Hiện nay ở Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có những con đường mang tên cụ Nguyễn Cư Trinh. Tháng 7 năm 97, Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế cũng đã có quyết định đổi tên trường Trung học cơ sở Hương Sơ thành trường Trung học cơ sở Nguyễn Cư Trinh. Các cán bộ Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên Huế cũng đã đi khảo sát để lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa công nhận lăng mộ cụ Nguyễn Cư Trinh là di tích lịch sử văn hóa. Thế nhưng gần đây, lăng mộ cụ Nguyễn Cư Trinh đã bị kẻ xấu đào bới, lấy cắp bia đá và làm sụp la thành, buộc hậu duệ của cụ Nguyễn Cư Trinh phải tổ chức cải táng. Hậu duệ của ngài Nguyễn Cư Trinh đứng trước cái quang cảnh lăng mộ của ngài bị hư nát, bị kẻ xấu nó đào, chúng tôi vô cùng xúc động và rải rác trăn trở qua cả một quá trình chiến tranh, và bây giờ bị kẻ xấu nó đào mộ. Thì hôm nay ngày 22 tháng 7 thì dòng họ chúng tôi tạm làm công việc hiệu sự, nhưng mà đề nghị các cơ quan chính quyền, các sở văn hóa bảo tồn bảo tàng di tích nên quan tâm. Ngài chúng tôi là một người có công đối với đất nước trong mọi thời đại, thì xin quan tâm, và cũng giống như ở những lăng mộ khác không phải của ngài chúng tôi nữa, xin quý vị quan tâm, các cơ quan quan tâm để cái văn hóa của Việt Nam chúng ta không bị mất mát. Và trước khi mà chúng tôi lên đây, chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh, thành phố, Sở Thông tin Văn hóa, Bảo tồn Bảo tàng, và nhất là thầy Phan Hữu Thủy đã triển khai cái công tác của ngài Cư Trinh của chúng tôi. Chúng tôi là hàng hậu duệ, chúng tôi thấy rằng ngài Nguyễn Cư Trinh có công rất lớn đối với đất nước. Thì bây giờ đứng trước cái cảnh hoang vắng như thế này, chúng tôi là con cháu nhưng mà lực bất tòng tâm. Chúng tôi thương, hết sức thương và xót xa, hết sức xót xa, nhưng mà không có thể làm sao với cái họ tộc có thể sửa sang được. Bây giờ nguyện vọng của con cháu chúng tôi là mong rằng nhà nước thương tình nghĩ đến những cái sự cống hiến của ngài cái xưa, mà cho trùng tu lại được phần nào hai phần đó, và đưa những di tích cũng như là ngài vào trong di tích lịch sử văn hóa của nước nhà. Dừng lên đó.
Để lên lại đây, để hút lên. Để lại một chỗ cho đang nghiên cứu. Đó, hút được chứ, có người đi hút chứ. Rồi. Rồi. Thế nào? Họ chỉ đó thì cho biết. Chuyên gia rồi. Không cần gì. Coi xong rồi đi đó. Mấy chúng chưa mời thì dự đoán đều là giả thiệt tí nữa là biết. Lên thầu thế nữa. Hàng, hàng. Hơ 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 tảng. Hàng là để đuôi dưới ông nữa. Tay, tay, tay. Hàng. Hàng nào. Nói chung là chúng nó anh lên sắp lại hết chưa rồi. Đây. Dạ, tôi đã đây chứ, chứ đâu ta là có hàng lam chứ vậy tôi lo. Tôi lấm tấm rồi chứ. Mà mình đi làm ăn chứ anh thấy cái tấm đi chưa đâu. Chưa đủ. Bồn kho có cái bồn kho có tới cái đống tấm đó. Anh đi đi anh đi. Ở đây nghe. Ở đây này. Bỏ bỏ cái dây dây chuồng cho lưng cho cứ ông càng chỉ đâu chưa thằng cái đầu đi như coi cũng thôi cái đầu thôi như coi cái chuông này thế chứ không đó đang chưa được hết phần cái đuôi ra lấy thêm lấy giấy tờ trắng cuối cùng là cũng dài không quá dễ này họ đấy lô quan độc thông nhiều trước hết chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên khôn ngoan nhờ ấm cha ông làm nên phải đói tổ tông phụng thờ đạo làm con chớ hững hờ phải đem hiếu kính mà thờ từ nhiên
thư khai quốc công thần, danh nhân Thừa Thiên Huế, Xuân Kỷ Mão, 1999. Bài văn cáo ở mộ ngài Nguyễn Cư Trinh, nhân ngày rước bằng di tích lăng mộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính cáo đương cảnh Thanh Hòa, xã Lộc Bộ, An Nông, núi Đông Bộ. Kính cáo thổ công Long Thần cùng chứng giám. Kính thưa ngài, hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Mão 1999, chúng cháu hầu duệ họ Nguyễn Đăng viếng mộ ngài, trong khỏi hương trầm nghi ngút của tiệc thanh minh, không khí trong trẻo sáng sủa mùa tạo mộ, chúng cháu dâng lên nén hương lòng biết ơn công lao của ngài đã đóng góp cho phái, cho họ tộc, cho làng, làm lừng lẫy sáng danh dòng họ cùng quê hương An Hòa muôn thuở, xứng đáng ngà ngự đương thời, học đồng di thi An Hòa. Kính thưa ngài, sau 230 năm ngài ra đi vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng, qua công lao của ngài đóng góp hồi sinh tiền, xứng đáng là bậc khai quốc công thần ở miền cực nam tổ quốc, là trụ cột của võ vương Nguyễn Phúc Khoác. Đến nay lăng mộ ngài được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Ngày 6 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Mão, chúng cháu vô cùng sung sướng được rước di tích lăng mộ ngài tại bảo tàng tổng hợp Huế về xã, về làng, về họ tộc. Chúng cháu rất vinh dự và đầy tự hào về ngài, một danh nhân văn hóa vùng Thừa Thiên Huế, là một trong 21 vị công thần của họ tộc Nguyễn Đăng có bề dày lịch sử về phía Bắc ngoài thành Huế. Qua phổ tộc, qua tài liệu nghiên cứu về thân thể sự nghiệp, chúng cháu thấy ngài là nhà nho chân chính, có nghị lực, nhà tham mưu thao lược, nhà chính trị đại tài, có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển lịch sử văn hóa dân tộc. Đáng kể nhất là đánh thắng mọi đá vách, hoàn thành công cuộc xây dựng và bảo vệ phần đất phì nhiêu cực nam của tổ quốc, vì anh hùng đã dày công mở mang non nước phương thành. Đề nghị hậu duệ của chúng ta dành một phút để tưởng niệm công lao của ngài. Sau cùng, chúng cháu mong oai linh hiển hách của ngài ở chín suối phù hộ cho con cháu họ Nguyễn Đăng trường thịnh khang ninh hạnh phúc, phù hộ cho làng, cho xã và cho toàn vùng ngoại thành mạnh khỏe hạnh phúc. Kính cáo ngài Nguyễn Đăng Anh hầu duệ đời 14. Thank you.
tiếng đang cái năm vị được vô đó nè, vô cái thiếu tí việc năm ngày đó là một. Thank you.
Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, kính thưa đồng chí Lê Viết Thê, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày về lịch sử văn hóa và truyền thống yêu nước cách mạng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, con người nơi đây đã còn lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ con cháu hàng ngàn di tích tiêu biểu trong các thời kỳ lịch sử của quê hương. Trong những năm qua, những di tích lịch sử văn hóa ấy đã được kiểm kê, bảo vệ và xếp hạng di tích quốc gia. Đầu năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận 3 di tích của Thừa Thiên Huế, gồm 1 là di tích lịch sử lăng mộ cụ Nguyễn Tư Trinh tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, cùng liên quan đến nhà thờ và dòng họ Nguyễn Đăng, họ của Nguyễn Tư Trinh ở thôn An Hòa, xã Hương Sơ, thành phố Huế. 2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình và Miếu, làng Thế Lại Thượng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. 3. Di tích lịch sử kiến trúc Đình và Chùa Thanh Quang Tự của làng Thủy Dương, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày quê hương Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng và kỷ niệm 5 năm di tích Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cho các địa phương nói trên. Tới dự, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Yên Thi, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Viết thư Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và các đồng chí đại diện lãnh đạo của các ban ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Huế, huyện Hương Thủy, huyện Phú Lộc, các xã Lộc Bổn, Phú Lộc, Thủy Dương, Hương Thủy, Phú Hiệp, Hương Sơ, thành phố Huế, cùng phòng văn hóa thông tin của các huyện, thành phố, đại diện ban quản lý các di tích cùng bà con họ tộc. Tới dự còn có các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình của trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu khoa học, những người thường xuyên quan tâm đến di tích. Xin thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng bà con cô bác và các bạn đến dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế đọc quyết định công nhận bằng di tích. Thành phố và các huyện, kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt Sở Văn hóa Thông tin, chúng tôi xin công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc công nhận di tích Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bộ Văn hóa Thông tin số 05/1999. Quy đề BHVTT, quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc công nhận di tích. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin căn cứ Điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992, căn cứ Điều 69 Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 thông qua ngày 14/7/1993, quản lý và sử dụng đất đai của di tích. Căn cứ và pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14 LCT-HDNN công bố ngày 4/4/1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ nghị định số 81 CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa Thông tin. Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, quyết định Điều 1, nay công nhận di tích lịch sử Mồ Nguyễn Tứ Trinh, xã Lộc Bồ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Điều 3, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định. Điều 4, các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Thứ trưởng Lưu Trần Tiêu đã ký. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bộ Văn hóa Thông tin số 05/1999 QĐ BVHTT Hà Nội ngày 12/2/1999. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc công nhận di tích. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin căn cứ Điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992, căn cứ Điều 69 Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 thông qua ngày 14/7/1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24/7/1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích. Căn cứ và pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14 LCT-HDNN công bố ngày 4/4/1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
căn cứ Nghị định số 81CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa Thông tin, qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thiên Huế, xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, quyết định điều 1, nay công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Miếu Thế Lạ Thường, phường Phổ Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng, trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Điều 3, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định. Điều 4, cả ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Thứ trưởng Lưu Trần Tiêu đã ký. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Văn hóa Thông tin, số 05/1999, QĐ-BVHTT, Hà Nội, ngày 12/1/1999. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc công nhận di tích. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin căn cứ Điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, căn cứ Điều 69 Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 thông qua ngày 14/7/1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24/7/1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích. Căn cứ và pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14 LCT-HDNN công bố ngày 4/4/1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 81CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa Thông tin, qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, quyết định điều 1, nay công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đình chùa Thủy Dương, Thánh Quang Tự, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng, trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Điều 3, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định. Điều 4, cả ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Thứ trưởng Lưu Trần Tiêu đã ký. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Thê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên lên trao bằng di tích, và kính mời đại diện của Ủy ban dân thành phố Huế, đồng chí Nguyễn Cương, Phó Chủ tịch, cùng đại diện Ủy ban dân phường Phú Hiệp, di tích Thế Lại Thượng và đại diện Ủy ban dân xã Hương Sơ của thành phố Huế. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Đặng Dưỡng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hương Thủy, và mời đại diện của Ủy ban Nhân dân xã Thủy Dương lên nhận bằng di tích. Di tích lịch sử mộ Nguyễn Cư Trinh. Thưa
Tôi kính mời các ông chí lãnh đạo và các ông chí là đại biểu. Chúng tôi
là tạo mưa, song cũng tạo điều tích cực của ông và làm nên giá trị của một trí thức tài năng, một con người hoạt động hết mình cho công cuộc mở mang và bảo vệ tổ quốc. Qua sự nghiệp của Nguyễn Phú Tinh, tôi phép tao nói rằng ông là một doanh nhân nổi tiếng của vùng đất Thừa Thiên, có những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển lịch sử và văn hóa dân tộc. Đáng kể nhất là công sức của Nguyễn Phú Tinh, công việc xây dựng và bảo vệ bờ cõi phía nam của tổ quốc và những tác phẩm bất hủ của ông với Nguyễn Phú Tinh. Thank you.
Về đi cho má coi. Đi giang à? Đi giang. Thank you.